Ta có thể chuyển tiếp qua câu 31. Câu 31 này thì có thể coi là cái bài tập vô cơ khó nhất ở trong đề của chúng ta. Chúng ta biết rằng đề thi của chúng ta hiện nay thì chỉ còn có 40 câu trong 50 phút, cho nên là số lượng câu hỏi dài và khó trong đề thi là không nhiều. Gần như là nếu đã dài và khó thì vô cơ sẽ chỉ có một câu và hữu cơ sẽ chỉ có một câu, gần như là như vậy. Đấy, thế còn ngoài ra thì tất nhiên là sẽ có những cái câu hỏi cũng là khó nhưng không dài. Thế thì ở bài tập này chúng ta có nội dung như sau. Chúng ta hòa tan hết 33,2 gram một hỗn hợp X gồm có FeO và F3O4 trong 1,2 lít dung dịch hỗn hợp gồm có KHS41M và HNO305M. Thì sau phản ứng thu được dung dịch Y vào hỗn hợp khí Z gồm có NO và NO2 có tỷ khối hơi so với hydro là 17,67. Ngoài ra thì không còn sản phẩm khác. Bây giờ người ta chia hỗn hợp Y, người ta chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho tác dụng hết với 900 ml dung dịch NaOH0,5M thì thu được 10,7 gram một kết quả duy nhất. Còn phần thứ hai cho dụng với dung dịch BaOH hay lần dư thì thu được m gram kết quả. Biết là các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì hỏi giá trị của m là bao nhiêu. Đấy, chúng ta thấy rằng đây là bài tập khá là dài, khó. Và thực ra nếu như mà mình đọc đề thi đại học hay là đề thi trung học phổ thông quốc gia trong những năm gần đây thì mình sẽ thấy rằng là cái kiểu bài tập này là phổ biến. Tất nhiên kiểu là một chuyện, thế còn khi mà triển khai vào cụ thể với từng bài thì nó rất là khác nhau, nó rất đa dạng và khó dự đoán trước được nhá. Và thường đấy sẽ là những bài tập mà liên quan tới sắt hoặc là đồng, nhưng mà thường hay gặp sắt hơn, hợp chất sắt. Và tác dụng với cả cái dung dịch thường là có chứa cả H cộng và NO3 trừ. Đấy là kiểu bài tập khó chúng ta ở đây. Trong trường hợp này thì việc đầu tiên là gì? Đương nhiên là chúng ta sẽ tính nháp qua một vài cái số liệu về số mol người ta cho. Thứ hai là chúng ta có cái nhận xét rằng là các phản ứng trong bài này thì xảy ra nối tiếp nhau. Tức là người ta cho hỗn hợp X tác dụng với cái dung dịch này để ra được dung dịch Y. Sau đó lại cho dung dịch Y tác dụng với NaOH hoặc là tác dụng với Na lần dư. Thì trong những trường hợp mà các phản ứng xảy ra nối tiếp nhau như vậy thì cách làm ra là gì? Chúng ta phải sơ đồ hóa nó lại. Sơ đồ hóa quá trình phản ứng như ra. Thì trên cái sơ đồ đấy mình nhìn ra được là chúng ta đã biết cái gì và chúng ta chưa biết cái gì để xử lý nhá. Thế thì những thứ mà chúng ta đã biết này, ở đây gồm có mol của KHS4 đây là 1,2 mol. HNO3 thì là một nửa của nó là 0,6 mol. Là 0,6 mol. Được chưa? Chúng ta biết mol NaOH đây 0,5 nhân với 0,9 thì là 0,45 mol. Đó, và cái kết tủa duy nhất người ta cho ở đây chúng ta có thể đoán được, đúng không? Có thể đoán được, nhưng mà có lẽ là sơ đồ hóa ra thì đoán nó dễ hơn. Ta sẽ nói cái việc đó sau. Một cái nữa chúng ta có thể xử lý được ngay này, đó là chúng ta đi tìm tỷ lệ của NO và NO2. Chúng ta biết là NO thì có M lớn là 30, NO2 thì có M lớn là 46. Nhưng mà ở đây người ta cho chúng ta biết M trung bình của hỗn hợp khí Z. M trung bình hợp khí Z thì sẽ bằng gì? Bằng cái 17,67 này. Nhiều khả năng thì nó là 17,667. Người ta đã làm cho rồi, nhân 2. Nhân 2 lên thì chúng ta sẽ được là 35,333. 35 1 phần 3 đấy. Thì khi đó chúng ta dùng đường chéo thì ta có tỷ lệ như sau. 46 mà trừ đi 35 1 phần 3, đúng không? Thì nó sẽ ra là 12/3. Còn 35 1/3 mà trừ 30 thì ra được 5 1/3. Như vậy tỷ lệ về số mol của hai khí này sẽ là tỷ lệ 2/1. Nhưng số mol từng khí thì chúng ta chưa biết, bởi vì chúng ta còn chưa biết thể tích hay là số mol của cái hỗn hợp khí Z này. Chỉ biết rằng tỷ lệ mol nó là 2/1 thôi. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta tóm tắt lại nhé, để chúng ta minh bạch hóa các cái thông tin đã có. Thế là chúng ta có hỗn hợp X, khối lượng thì là 33,2 gram, và trong đó gồm có FeO, F3O4. Ở đây mình để chấm ra một chút để xem là liệu mình có đặt ẩn ở đấy không nhé. Tác dụng với một dung dịch hỗn hợp mà trong đó có 1,2 mol của KHS4 và 0,6 mol của HNO3. Sau phản ứng thì chúng ta thu được hỗn hợp Z, hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2. Mà trong đó thì cái tỷ lệ mol của hai khí này ta đã biết rồi. Chúng ta sẽ có dung dịch Y
của chúng ta thì sẽ có gì? Dụ y của chúng ta thì chắc chắn là có những thằng này đã này, K cộng, nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó vẫn nguyên là nó 1,2 mol K cộng. Viết tắt nhá, bỏ qua chữ mol đi. S42 trừ chắc chắn là có 1,2 mol. Vì nó không tham gia vào quá trình oxy hóa khử. NO3 trừ thì không phải là 0,6 nữa, bởi vì nó còn mất nitơ vào đây rồi. Đây này, ta chưa biết. Chúng ta không biết là có còn NO3 trừ hay không. Chúng ta cứ bỏ chấm ra đây, đúng không ạ? Có thể là còn NO3 trừ dư. NO3 trừ dư, có thể có. Chúng ta còn có thể gì nữa? Chắc chắn là có Fe. Và nhiều khả năng là Fe3 cộng rồi, bởi vì sao? Vì bạn thấy là sắt đây trong này đã sẵn là dương 2 và dương 8/3 rồi. Thế nhiều khả năng là có sắt 3. Nó cũng có thể có sắt 2 đấy. Nhưng khả năng này là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì bạn thấy là ở đây người ta cho tác dụng với NaOH, chúng ta thu được 10,7 gam một kết tủa duy nhất. Thì bạn thấy rằng là K cộng thì không được kết tủa rồi. Đúng không ạ? Trong trường này kết tủa đấy chỉ có thể là sắt. Và kết tủa duy nhất ở đây, duy nhất tức là chỉ có một kết tủa thôi. Rõ ràng nó phải là FeOH 3 lần. Với 10,7 gam kết tủa người ta cho, chúng ta chia cho 107 là m lớn của FeOH3 thì chúng ta sẽ ra được số mol của nó. Tương ứng đây sẽ là 0,1 mol FeOH3 kết tủa. Ta thay thông tin đấy vào đây. Nhưng nhớ là người ta đang lấy một nửa, ta đang lấy một nửa vì người ta chia thành hai phần bằng nhau mà. Phần 1 này tác dụng thì ra được 0,1 mol FeOH3. Thế thì để cho nó thuận lợi cho cái việc tính toán ấy, thì trong trường này chúng ta nên là gì? Nhân đôi đi. Nhân đôi cái mol kết tủa này lên thì chỗ này nó sẽ là 0,2 mol. Nhưng nếu nó là 0,2 mol ấy thì NaOH phản ứng không còn là 0,45 nữa, chúng ta cũng phải nhân đôi theo, đúng không ạ? NaOH này sẽ là 0,9 mol. Đó, thế thì đấy là chúng ta nháp qua lại một chút. Mình nhớ rằng là cái phương pháp để giải bài tập này thì việc đầu tiên là gì? Xử lý sơ bộ các số liệu người ta cho. Cái thứ hai quan trọng hơn cả đó là phải sơ đồ hóa được quá trình phản ứng diễn ra và sơ đồ hóa một cách chính xác nhá. Thì trong trường này á, chúng ta nhận thấy rằng là ở cái phản ứng của phần 1 nó có một cái điểm như thế này, đó là chúng ta có 0,9 mol OH trừ trong NaOH, nhưng sau khi tác dụng chúng ta chỉ còn có 0,6 mol OH trừ ở trong FeOH3 kết tủa thôi, đúng chưa? Như vậy là mol OH trừ trong NaOH lớn hơn so với mol OH trừ ở trong FeOH3 kết tủa. Vậy thì sao? Điều gì xảy ra ở đây? Thì trong trường này nó có hai khả năng như này. Các bạn thấy rằng là nếu nó không bằng nhau thì chỉ có thể là gì? Phản ứng không vừa đủ. Phản ứng giữa Fe3 cộng và OH trừ là không vừa đủ. Vậy bây giờ cái nào dư? Hoặc là Fe3 cộng sẽ dư, hoặc là OH trừ sẽ dư. Thế thì chúng ta sẽ phải phân tích cái việc đó. Ta phân tích xem là khả năng nào xảy ra. Thì các bạn thấy là nếu là ta xét cái phản ứng nhé, thì rõ ràng là ta xét cái phản ứng giữa OH trừ và Fe3 cộng thành FeOH3 kết tủa. Nó đang có một cái mâu thuẫn là OH trừ ban đầu và OH trừ trong kết tủa là không bằng nhau, đúng không ạ? Bây giờ có hai khả năng này. Nhất là nếu mà OH trừ chúng ta dư, nếu OH trừ dư thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mol của Fe3 cộng chỉ có là bao nhiêu? Chỉ có là 0,2 mol thôi, tức là OH trừ đây 0,2 mol. Nếu nó là 0,2 mol thì các bạn biết rằng là nghĩa là nó bị kết tủa hết, đúng không ạ? OH trừ mà dư là sắt 3 bị kết tủa hết. Kết tủa hết tức là sắt này là 0,2 này, sắt này là 0,2 thì sắt ở trong hỗn hợp này là 0,2 này. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra được oxy trong hỗn hợp X, bởi vì đây chính là sắt trong hợp X rồi. Còn oxy trong hợp X thì chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta lấy khối lượng hỗn hợp là 33,2, ta trừ đi phần sắt là 56 nhân với 0,2 rồi chia cho 16, ra được mol oxy trong đó. Ở đây thì bạn đã tính được là 33,2 này trừ đi 56 nhân 0,2 chia 16, thế ra là 1,375. 1,375 là mol oxy hợp X. Nếu mà chúng ta lấy cái oxy đấy ta chia cho mol của sắt là 0,2 thì ta thấy là 1,375 chia 0,2 thì sẽ bằng là
6,875. Đấy là tỷ lệ oxy trên sắt ở trong hợp X. Và điều này làm sao ạ? Điều này là vô lý. Điều này là rất vô lý bởi vì là trong công thức của oxit hoặc là oxy chỉ bằng sắt thôi, hoặc là oxy gấp 1,3 lần sắt thôi. Như vậy tỷ lệ oxy trên sắt chỉ nằm trong khoảng từ 1 đến 1,3. Thế mà bây giờ nó lại là 6,875. Điều này là vô lý. Chứng tỏ là OH trừ không có dư. OH trừ không dư. Mà OH trừ không dư tức là sắt chưa phản ứng hết, thì có nghĩa là cái mol sắt 3 ở đây phải lớn hơn 0,2. Đúng không? Vậy thì tại sao lại chỉ có 0,2 mol kết tủa? Tại sao chỉ có như vậy? Thì chứng tỏ một điều là gì ạ? Chứng tỏ một điều là trong cái dung dịch Y của chúng ta còn H cộng dư. Còn H cộng dư. Cho nên trước khi mà xảy ra phản ứng giữa Fe3 cộng với OH trừ thì nó đã xảy ra phản ứng trung hòa trước. Đầu tiên là H cộng và OH trừ phản ứng với nhau rồi, thành nước rồi. Đấy, thì sau đó mới xảy ra cái phản ứng của sắt 3 cộng với OH trừ thành FeOH3 kết tủa. Được chưa? Đấy, thế cái hay của bài toán này là ở cái chỗ biện luận này nhá. Chúng ta có thằng này là 0,2 mol kết tủa, như vậy chúng ta có thể suy được là mol OH trừ đã phản ứng đây là 0,6. Trong khi mol OH trừ chúng ta lấy là 0,9 cơ. Như vậy có 0,3 mol OH trừ đã dùng một phản ứng trung hòa. Và từ đó chúng ta cũng sẽ suy được H cộng dư ở bên này là 0,3 mol. Được chưa? Vì vậy cho nên chỗ này chúng ta phải bổ sung thêm H cộng dư với số mol là 0,3. Cái này ta mới tính được nhé. Đây sẽ ghi đây là 0,3 mol. Đấy. Thì cái biện luận này chính là cái hay đầu tiên của bài toán và cũng là cái khó đầu tiên của bài toán. Tuy nhiên cái khó này thì dễ vượt qua thôi. Thế biết là rất nhiều bạn có thể đoán được việc là có H cộng dư. Nếu các bạn làm cái bài tập loại này nhiều rồi, chúng ta có kinh nghiệm rồi, thì ta dễ đoán được ngay là nếu như OH trừ trong này mà không bằng OH trừ ở đây thì chắc là phải có H cộng dư ở đây. Nhưng cái chữ chắc là ấy, nó mới chỉ là phán đoán thôi. Đúng chưa? Nó mới chỉ là phán đoán thôi. Nó chỉ là kinh nghiệm của chúng ta thôi. Thì tất nhiên là nó có hai mặt. Nếu kinh nghiệm đấy mà nghiệm đúng ở trong bài tập này thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được bài toán rất nhanh mà không cần phải biện luận như thế này nữa. Đúng chưa? Thế nhưng cũng có những trường hợp mà người ra đề cũng biết rằng là các em có thể đoán được như vậy. Người ra đề gài chúng ta. Rất có thể biết đâu đấy. Biết đâu đấy. Ở trong trường hợp này OH trừ nó lại dư thật thì sao? Đúng chưa? Cho nên là tốt nhất ấy, là cũng phải cẩn thận nhá. Cẩn thận. Nếu có thời gian mà làm được thì chúng ta lên biện luận một chút cho nên thật sự là yên tâm. Thế còn nếu như bạn tự tin với những gì mình phán đoán thì thầy cho rằng các bạn có thể đoán và cũng nên đoán để cho nó nhanh. Vì thời gian làm bài chúng ta bây giờ rất là ngắn rồi. Và cái việc mà dùng kinh nghiệm để phán đoán là một cái yếu tố rất quan trọng đối với bài thi trắc nghiệm nhá. Đoán được là tốt, không sao cả. Rồi, thế bây giờ chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy ngay rằng là về cơ bản là mình đã xác định xong được các thành phần có trong bài toán rồi. Nhưng có một số vị trí còn khuyết và để tìm được nó thì chắc là chúng ta sẽ phải đặt ẩn. Đặt ẩn đây thì có hai lựa chọn này. Sẽ nói là hai lựa chọn ở đây. Cách làm thì thầy đã phân tích rồi nhé. Cái quan trọng nhất của mình là phải sơ đồ hóa được. Sơ đồ hóa được, thể hiện rõ được những gì đã diễn ra, thành phần của từng cái dung dịch của từng cái hỗn hợp là gì. Đấy. Và cái việc mà chúng ta biện luận đây chỉ để hỗ trợ cho cái việc xác định đúng thành phần trong dung dịch Y thôi. Thế còn bây giờ bước tiếp theo là gì? Chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng còn khuyết một số vị trí thì chúng ta phải đặt ẩn. Thì có hai lựa chọn đặt ẩn này. Một là các bạn thể đặt ẩn ở chỗ này cũng được. Ví dụ bạn đặt đây là x và y thì bạn thể biểu diễn ngay được cái số 33,2 gam này một cách khá là dễ dàng. Tuy nhiên là sau đó khi bạn liên hệ sắt đây thì bạn phải để sắt là x này cộng với 3y ở đây, đúng không? Rồi NO3 trừ thì bạn phải đặt ẩn tiếp. Thì đó là một lựa chọn. Nhưng thầy có một lựa chọn như thế này. Thầy không nói là cách nào hay hơn vì thực ra nó cũng tương tự nhau thôi. Chúng ta sẽ đặt ẩn ở những vị trí còn khuyết. Chỗ này còn khuyết này, chỗ này còn khuyết này và hai chỗ này còn khuyết. Nhưng mà 4 ẩn thì rõ ràng là rất khó giải vì máy tính nó chỉ hỗ trợ chúng ta giải 3 ẩn thôi. Thế thì hãy tận dụng tối đa cái kết quả chúng ta đã có ở đây. Mình biết rằng tỷ lệ mol của NO trên NO2 là 2/1. Vậy thì hãy để số mol thằng này là 2A. Còn số mol thằng này là A. Đấy. Như vậy thì ta có đây là 2A này. Đây là A này. Thằng này ta gọi là B. Thằng này ta gọi là C. Bây giờ việc của chúng ta là lập lên hệ 3 phương trình 3 ẩn. Nói về hệ phương trình đây ạ, thì chúng ta có mấy phương trình mà thầy nghĩ là dễ nhận ra như này. Thứ nhất là đối với dung dịch Y. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang viết dưới dạng là ion. Số mol các ion này thì ta biết rồi hoặc không chúng ta đã đặt ẩn rồi. Cho nên là cái phương trình đầu tiên thầy nhận ra ngay đó là bảo toàn
điện tích, đúng không ạ? Nhớ rằng là có một cái dấu hiệu như này, khi đề bài cho các số liệu đều dạng là ion, đúng không ạ? Dưới dạng ion thì chúng ta phải nghĩ tới phép bảo toàn điện tích. Thì trong trường này là đề bài nó không cho, nhưng mà mình đã đưa nó về dạng ion rồi thì sẽ có ngay một phương trình bảo toàn điện tích. Ta bảo toàn điện tích trong dung dịch y. Thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có điện tích ở đây có là dương ấy, tổng bán điện tích dương bằng tổng bán điện tích âm. Đấy, tức là chúng ta sẽ có viết luôn ở đây nhé. Chắc là đủ. Dương nó có 1,2 của K cộng. Chúng ta có 3B của sắt 3. Chúng ta có H cộng là 0,3. Đến là dương. Thế còn âm thì ta có 1,2 nhân 2 của S42 trừ. 1,2 nhân 2. Còn NO3 trừ thì chúng ta có C. Thì đấy là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai của chúng ta thì cũng dễ nhận ra, thấy nghĩ là như vậy. Chúng ta cũng có dấu hiệu ở trong trường này, đó là nếu đề bài cho các số liệu đều dạng số mol thì ta có thể dùng bảo toàn nguyên tố. Thì trong trường này trừ cái chỗ này là chúng ta đang để là khối lượng thôi, còn lại chúng ta thấy là mol hết rồi. Phần còn lại có thể dùng bảo toàn nguyên tố. Thì cái nguyên tố dễ nhận ra đây đó là gì ạ? Meter. Bởi vì mình đang cần các phương trình theo A, B, C mà. Mình cứ nhìn chỗ nào mà có A này, có C, có B thì mình phải nghĩ đến phương trình liên quan đó. Thì cái phương trình thứ hai đây chúng ta là phương trình bảo toàn nguyên tố meter. Trước phản ứng thì meter nằm ở đây. 0,6 trong HNO3. Sau phản ứng thì nó nằm ở trong này và đây. Hai thằng NO, NO2, 2A và A. Đấy, thế còn đây là C. Đấy là phương trình số 2. Thế bây giờ còn phương trình thứ 3. Phương trình thứ 3 làm nào? Phương trình thứ 3 thì các bạn thấy rằng là chúng ta còn cái số 33,2 gam mà chúng ta chưa dùng. Nhưng bây giờ dùng nó như nào thì rất là khó. Bởi vì nếu em đặt đây là x và y thì em thấy biểu diễn ngay là 72x cộng với 232y bằng 33,2. Nhưng bây giờ mình lại không có ẩn ở đó, chỗ đó, mà mình ẩn toàn ở bên này hết. Vậy thì phải làm nào trong trường này? Thì rõ ràng lúc bấy giờ thì 33,2 gam này trở thành là số liệu dạng khối lượng mà ta không đổi thành mol được và cũng không biểu diễn thành phương trình được. Vì vậy trên nó là dấu hiệu của bảo toàn khối lượng nhé. Trên trong trường này chúng ta lại bảo toàn khối lượng cho phản ứng. Thì ta có này, chỗ này là 33,2. Đấy, cộng với chỗ này là KHS4 là 1,2 nhân với KHS4 là 96 với 40. 96 với 40 thì là 136. Đấy. HNO3 là 0,6 nhân với 63. Thì là trước phản ứng. Sau phản ứng thì chúng ta có NO là 30 nhân 2A. NO2 là 46 nhân A. Rồi cộng cái đống này. Đấy. Rất là phức tạp, dài, đúng không? Ra qua đống này thì có 1,2 của kali là 1,2 nhân 39. Có thằng này là 1,2 nhân 96. Chúng ta có thằng này là 56B. 56B, ta có thằng này là 0,3. Và ta có thằng này là 62C. Phương trình rất là dài. Nhưng nói tóm lại là chúng ta sẽ có 1, 2, 3 phương trình. Giải hệ 3 phương trình 3 ẩn này sẽ ra ABC. Đấy, các bạn có thể tự giải cho thầy nhé. Xem ABC bao nhiêu. Nhớ dừng hình video, làm trước đi. Sau đó chúng ta sẽ phát hiện ra một điểm rất là đặc biệt. Tất nhiên là trong trường này là nếu các bạn đã làm và làm đúng rồi ấy, cái câu này ở trong cái quá trình các bạn làm đề online hoặc các bạn tải PDF PDF để bạn làm rồi thì không nói làm gì. Nhưng nếu mà bạn chưa làm được bài này hoặc làm chưa đúng bài này thì các bạn sẽ gặp một chút khó khăn, sẽ có một số bối rối ở đây. Đó là khi chúng ta giải hệ 3 phương trình 3 ẩn này chúng ta chưa ra được ABC. Kết quả nó hoặc là rất lẻ hoặc là rất âm, thầy chưa thử nhưng thầy đoán là như vậy. Tại vì sao? Bởi vì thực ra biểu thức bảo toàn khối lượng ra đây chưa đúng. Chúng ta còn thiếu một thành phần rất quan trọng nữa, đó là nước. Thì rất chú ý thầy điều này. Thầy nhấn mạnh với các bạn rằng có nước nữa cơ. Đấy, đây là một cái lỗi sai mà khá là phổ biến khi làm những bài tập loại này. Nhiều bạn sẽ quên không nghĩ tới nước. Bởi vì sao? Bởi vì sau phản ứng người ta chỉ nói đến dung dịch, người ta chỉ nói đến chất khí. Thế thì các bạn chỉ quan tâm chất tan trong dịch, bạn chỉ quan tâm chất khí mà bạn quên mất rằng nó còn có nước nữa. Đấy, cho nên đây là cần phải xử lý cái phần nước này. Tất nhiên là những bạn nào mà bạn đặt ẩn là x và y ở đây ấy, thì bạn sẽ không mắc cái lỗi đây đâu. Cho nên thực ra trong trường hợp này đặt ẩn x và y ở đây ấy, có phần
hay hơn một chút, phần nào hay hơn một chút, đỡ rủi ro hơn một chút. Nhưng mà nhiều khi ấy, trong quá trình chúng ta học, chúng ta phải nhìn ra được cái rủi ro để chúng ta chuẩn bị trước tinh thần cho điều đó, chúng ta rút kinh nghiệm cho điều đó để khi đi thi nó không mắc phải cái rủi ro đấy nữa, đúng chưa? Đấy là lý do vì sao mà ở đây thầy vẫn chọn cách đặt ẩn ABC ở bên này chứ không phải là đặt ẩn ở đây, để chỉ cho các bạn cái lỗi sai mà chúng ta có thể gặp nhé. Thì đó sẽ là cái tác dụng rất là tích cực của cái khóa luyện đề này, giúp cho mình có kinh nghiệm, đúng không? Để khắc phục những lỗi sai thường gặp. Thì một lỗi sai mà hay gặp đây đó là các bạn hay quên nước. Thế làm nào để tìm nước? Để tìm nước thì chúng ta phải bảo toàn hydro. Các số liệu đều là số mol có hết rồi. Ta thấy rằng là trước phản ứng thì hydro nằm trong hai này, 1,2 và 0,6. Sau phản ứng thì hydro nằm trong H cộng dư 0,3 và nằm trong nước 2 lần mol nước. Từ đây thì bạn đã tìm được mol của nước. Cái này thì nhẩm nó cũng ra đúng không? Đây là 1,8 trừ đi 0,3 là 1,5, 1,5 chia 2 là 0,75. Mol. Như vậy là chúng ta phải cộng thêm chỗ này. Chỗ này có 0,75 mol nước. Thì chúng ta sẽ phải cộng thêm vào đây 0,75 nhân 18. Đó, và giải cái hệ này thì chúng ta mới ra được ABC. Ở đây thì thầy đã giải qua rồi và thầy thấy rằng A của chúng ta thì nó sẽ bằng là 0,05. A thì bằng 0,05 mol. B của chúng ta là sắt 3 cộng đúng không, là 0,45. Còn C là NO3 trừ sẽ là 0,45. Đó là kết quả của ABC. Từ kết quả này thì chúng ta sẽ tìm được cái khối lượng kết tủa còn lại một cách dễ dàng thôi. Các bạn thấy rằng là khi tác dụng ở phần 2, người ta tác dụng với cả BaO2 lần dư. Trong trường này nó dư rồi đúng không ạ? Thì kết tủa sắt sẽ bị kết tủa hết. Và chúng ta sẽ có FeOH3 kết tủa. Và thứ hai là chúng ta có Ba2 cộng S42 trừ tạo ra BaS4 kết tủa. Đấy, tổng khối lượng kết tủa đấy ta tìm được ngay. M sẽ bằng FeOH3 là 107. Mol nó là 0,45. Cộng BaS4 là 233. Mol của nó là 1,2. Nhưng nhớ rằng là chúng ta đang tính cho cả hỗn hợp, cả cái dung dịch Y. Trong khi đề bài nói là phần 2, tức là một nửa của dung dịch Y thôi, chúng ta phải nhân 2, chứ không phải chia đôi. Và kết quả chúng ta tính ra được nó sẽ là 163,875 gam. Và như vậy thì đáp án đúng của chúng ta câu hỏi này sẽ là đáp án C, 163,875. Như vậy là vừa rồi thì thầy đã trình bày cho các bạn cách làm có thể nói là chuẩn mực của bài tập này nhé. Như thầy đã nhắc lại các bạn này là trong đề thi chúng ta thì có một nhóm bài tập khó trong phần vô cơ, có thể nói là cái phần khó nhất luôn đấy, để xác định học sinh điểm 10, đó là cái phần bài tập mà người ta cho ta hỗn hợp gồm có các cái hợp chất của sắt hoặc có thể có thêm đồng nữa, tác dụng với dung dịch hỗn hợp có chứa H cộng và NO3 trừ. Và gần đây thì người ta lại hay đưa ra dưới dạng là NaHS4 hoặc là KHS4 và một cái muối hoặc là axit HNO3, muối nitrat hoặc axit HNO3. Đối với những bài tập kiểu như thế này thì cái điểm mấu chốt đầu tiên cần phải giải quyết đó là gì? Chúng ta cần phải sơ đồ hóa nó một cách chính xác, chỉ rõ được những thành phần của chất tan rồi là của cái hỗn hợp khí vân vân trước và sau phản ứng nhá. Thì trên cơ sở cái sơ đồ đó thì chúng ta mới tìm được cái phương pháp giải thích hợp. Thế ngoài ra thì những cái bài toán kiểu như thế này thì thường là bài toán kết hợp rất nhiều phương pháp. Các bạn thấy ở đây có cả bảo toàn tích, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng đủ cả. Và nó đòi hỏi là các bạn phải nắm vững các cái dấu hiệu nhận biết về các phương pháp này. Ví dụ như ở đây chúng ta có các cái số liệu đều dạng ion thì ta nghĩ bảo toàn điện tích, đúng không ạ? Chúng ta có các số liệu đều dạng là số mol thì ta nghĩ tới bảo toàn nguyên tố. Chúng ta có khối lượng không đổi thành mol được, không biểu diễn phương trình được thì ta nghĩ tới bảo toàn khối lượng nhé. Thì cái đó là cái chuẩn mực của bài tập này và đó là cách thứ nhất. Tuy nhiên cái bài tập này là bài tập khá là hay và thầy muốn giới thiệu cho các bạn thêm một cái lựa chọn thứ hai cũng rất là hấp dẫn, đó là chúng ta có thể thử đáp án. Bài này nó hay là cái chỗ đó. Đấy, chứ còn cái cách làm chuẩn mực kia thì thầy nghĩ rằng là những bạn nào mà học đủ tốt thì các bạn thấy cũng không phải là quá xa lạ. Nhưng bài này có một cách rất hay, đó là chúng ta thể thử đáp án. Các bạn biết rằng là tất nhiên ấy là cũng vẫn cứ cần phải sơ đồ hóa cái quá trình phản ứng để xác định được kết tủa chúng ta thu được là gì.
Tất nhiên là bạn nào mà giỏi, bạn có thể không cần phải sự hóa một cái chi tiết, bạn có thể hình dung từ đầu thôi. Giỏi và có kinh nghiệm nữa nhá. Thì chúng ta có thể hình dung được rằng là cái giá trị M mà chúng ta cần tìm đây này, khối lượng cái tủa ấy, nó sẽ gồm có kết tủa FeOH3 chắc chắn là như thế. Vì nó cũng giống như ở trên là tác dụng với kiềm. Nhưng ngoài ra thì có thêm Bi cộng S4 2 trừ là BaS4. Đấy, nếu như mà bạn học đủ tốt và có kinh nghiệm thì bạn có thể không cần phải sơ đồ hóa ra. Các bạn cũng biết rằng là M kết tủa thì sẽ bằng M của FeOH3 cộng với M của BaS4. Mà trong đó ấy, thì cái FeOH3 thì ta chưa biết. Nhưng BaS4 thì chúng ta biết rồi. BaS4 đã biết rồi. Vì sao? Vì nó chính là mol của S4 2 trừ trong này. Đúng không? Chưa có thêm bớt gì cả. S4 2 trừ đây không bay hơi được, không kết tủa được, cũng không chuyển hóa thành một cái sản phẩm khử nào khác. Vì vậy cho nên nó là con số mà chúng ta đã biết. Tổng mol S4 2 trừ trong dung dịch Y thì là 1,2. Còn trong cái giá trị M ta cần tìm là một nửa dung y, nó có 0,6. Cái này sẽ là 0,6 nhân là 233. Thầy có thể tính luôn là 0,6 mà nhân với 233 thì nó sẽ ra là 139,8. Như vậy thì chúng ta có thể thử đáp án theo cách như thế này. Chúng ta có thể suy luận rằng là mol của FeOH3 kết tủa phải là một số tròn. Và cái số đấy nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng M trừ đi 139,8 chia cho 107. Với M thì chính là các đáp án A, B, C, D. Chúng ta thay vào, chúng ta sẽ tìm được kết quả tương ứng. Ở đây thì bạn có thể thấy rằng đáp án B loại ngay rồi, bởi vì là M này còn nhỏ hơn cả 139,8 nhá. Như vậy B là loại. B loại. Còn với các đáp án còn lại thì ta thử xem nó sẽ ra bao nhiêu. Với đáp án A này thì là 150,5 trừ đi 139,8 rồi chia cho 107 ra được 0,1. Với đáp án B thì chúng ta loại rồi, đáp án C là 163,875 trừ đi 139,8 rồi chia cho 107, 163,875 trừ 139,8 chia cho 107 thì ra là 0,225. Thế còn đáp án D, 142,275 trừ đi 139,8 chia cho 107 thì nó ra một số rất là lẻ. Cái lẻ này thì ta loại đi rồi. Bây giờ nếu có thì chỉ băn khoăn giữa đáp án A và B thôi, vì A và B đều tròn, thậm chí là A thì có phần là tròn hơn. Đấy, thế thì bây giờ nó thử thách bản lĩnh các bạn thôi. Thử thách bản lĩnh và kinh nghiệm các bạn. Chúng ta thấy A và B đều tròn. Cái lựa chọn đầu tiên các bạn là các bạn thể 50-50 giữa hai đáp án. Đây là A và C nhé. Bạn thể 50-50 giữa hai đáp án. Đó là một lựa chọn và thầy nghĩ rằng đó là một quyết định dũng cảm. Và cũng đáng làm. Chúng ta thấy rằng là chẳng thà là chúng ta thử đáp án theo cách này, đúng không? Chúng ta lấy M trừ đi 139,8 chia 107 và ra các đáp án với còn A và C 50-50. Nó vẫn còn sướng hơn rất nhiều so với việc là mình ngồi giải chi tiết này. Đúng không nào? Bởi vì rõ ràng là trong cái bước giải chi tiết này, các bạn thấy là bước đầu tiên thầy đã xóa đi ở đây rồi. Đó là phải biện luận. Biện luận xem là OH trừ dư, FeOH cộng dư. Sau đó mới giải được. Trong quá trình giải thì có rất nhiều cạm bẫy. Ví dụ, lúc đấy chúng ta phải biện luận để biết là có H cộng dư ở đây. Chúng ta sẽ phải nhớ rằng là có thể có NO3 trừ dư ở đây. Chứ còn nếu bạn nào mà quên một trong hai thằng đấy thì đều sai. Và cuối cùng là chúng ta phải nhớ là có cả nước nữa. Tất cả những chỗ đấy đều là những cạm bẫy khiến người ta thể giải sai. Chưa kể là gì, nếu không mắc những cạm bẫy đấy thì cho dù là em có lập hệ đúng thì em nhìn cái hệ này mình xem, phương trình này nó quá dài, có thể bị sai, quá nhiều rủi ro. Cho nên ấy, chẳng thà rằng là các bạn nháp thử đáp án và bạn 50-50 giữa A và C, thầy cho vẫn là lựa chọn đáng giá. Khi đi thi đấy thực sự là một cái phương án mà mình cần cân nhắc. Nhưng mà thực ra nếu bạn nào mà thông minh, thì nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể nghĩ được tìm được đáp án C. Vì nếu nó 0,1 thì nó chính là cái lượng kết tủa ở phần 1 này, thì rõ ràng điều đấy là vô lý. Chẳng nhẽ nó lại là như thế. Chẳng nhẽ nó đơn giản là chúng ta lấy luôn cái kết tủa 10,7 này, chúng ta cộng luôn với 0,6 nhân với
233, thế thì đâu cần phải giải nữa. Đúng chưa? Chứ nếu bạn nào mà thông minh, giỏi và làm nhiều bài tập rồi, có nhiều kinh nghiệm rồi, thì bạn vẫn có thể chọn được đáp án C. Đúng chưa? Và như vậy thì cách thứ hai thử đáp án này, thực sự là một cách làm rất có giá trị. Bên cạnh cách làm chuẩn mực, tất nhiên là khi đi thi thì không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn có một bài tập khó mà lại có cách giải đặc biệt như thế này. Cho nên là mình vẫn phải song hành cả hai vấn đề. Một là phải nắm vững cách làm chuẩn mực. Chuẩn mực là gì? Vẫn cần phải biết, vẫn phải nắm được cái này. Tuy nó dài và khó, nhưng tất nhiên bởi bản chất bài toán là như thế. Bản chất bài toán này là để phân hóa, đánh giá, phân biệt những học sinh được điểm 9, điểm 10. Rõ ràng nó phải khó rồi, nó phải dài rồi. Thế thì chúng ta vẫn phải nắm được này. Nếu như thực sự mình muốn chinh phục cái mức điểm này. Nhưng đồng thời bên cạnh đó, thì mình cũng phải tích lũy cho mình các kinh nghiệm và các cái phương pháp đặc biệt, ví dụ như pháp thử đáp án đấy. Để những cái mánh đấy, những cái võ đấy, chúng ta sẽ sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Bởi vì đề thi hiện nay của chúng ta là thời gian làm bài rất là gấp rút. Thời gian để chúng ta nghiên cứu một câu hỏi không có nhiều. Chúng ta không thể xa lầy ở một vài câu nhất định được. Đây mới chỉ là câu 31 của đề. Đúng chưa? Chúng ta còn thấy rất nhiều câu đằng sau, còn 9 câu nữa đằng sau. Vì vậy cho nên là trong trường hợp mà gặp câu này trong đề thi thì cái việc thử đáp án này là một lựa chọn cần phải được tính đến. Đấy, và các em cần phải tích lũy những kinh nghiệm đối với những cách làm như thế này để chúng ta có cái phương án xử lý hợp lý khi mà làm được. Rồi, đấy là một câu hỏi khá là hay trong đề thi.